Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi tin mới. Các bạn thân mến, thế giới hiện nay đang chứng kiến cuộc ganh đua gắt gao giữa hai kỳ phùng địch thủ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong đó, siêu cường số một thế giới Hoa Kỳ đang thể hiện quyết tâm hất cả băng lượt đối thủ Trung Quốc ra khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Và để đạt được điều này, một trong những hành động của Mỹ đó là hâm nóng lại quan hệ với bộ tứ kim cương, còn được mệnh danh là tiểu NATO châu Á, để thành lập mạng lưới kinh tế thịnh vượng, từ đó dần dần triệt tiêu sợi dây liên kết giữa Trung Quốc với thị trường thương mại toàn cầu. Đặc biệt, tâm điểm đáng chú ý nhất trong cuộc chơi này là việc Mỹ mời thêm 3 nước khác cùng tham gia, và một trong số đó là tên Việt Nam. Việc mời gọi một nước có tiềm lực kinh tế đang tuổi trưởng thành như Việt Nam cùng gia nhập vào một nhóm toàn các thượng lưu tầm cỡ của châu lục để trở thành đối trọng nặng đô của mình. Nước đi này của Hoa Kỳ liệu rằng Trung Quốc có lường được trước và phản ứng của công xưởng thế giới trước thông tin này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Ra đời từ năm 2007, bộ tứ kim cương bao gồm 4 quốc gia thành viên là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia với mục đích thiết lập một cơ chế kinh tế xuyên Thái Bình Dương trở thành hạt nhân của diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Sau 10 năm gián đoạn, thời gian gần đây bộ tứ kim cương đã chính thức nối lại cuộc đối thoại của bên và nâng cấp thành đối thoại của các ngoại trưởng. Trong đó đáng chú ý là việc Hoa Kỳ, quốc gia đầu tàu của Bộ Tứ, đã mời thêm 3 nước khác cùng tham gia, bao gồm Hàn Quốc, New Zealand và Việt Nam, cùng tham gia thảo luận gọi là Bộ Tứ mở rộng. Ngay khi biết tới thông tin này, báo chí Trung Quốc tỏ ra cực kỳ quan tâm và ra hàng loạt bài báo phân tích mổ xẻ, trong đó bài viết với tựa đề Cơ chế 4 nước được nâng cấp, Việt Nam muốn gia nhập NATO phiên bản châu Á. Trung Quốc bày tỏ lo ngại rằng Hoa Kỳ đang chi phối bộ tứ kim cương và thúc đẩy mạnh mẽ việc mời Việt Nam tham gia nhằm mục đích cứng rắn với Trung Quốc cũng như tổ chức lại chuỗi cung ứng toàn cầu. Cụ thể, Trung Quốc cho rằng để ngăn chặn con đường tơ lụa trên biển đến Tây Ban Nha qua Biển Đông, Ấn Độ Dương, Biển Đỏ và Địa Trung Hải, Hoa Kỳ đã đề xuất chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đối trọng và tấn công vành đai con đường. Tuy nhiên, nếu chỉ một mình Washington thì không thể thực hiện được nhiệm vụ này mà cần phải có thế mạnh ở châu Á. Vì vậy, Nhà Trắng đã tái khởi động bộ tứ kim cương với lộ trình rõ ràng hơn, đồng thời mời Việt Nam, Hàn Quốc, New Zealand tham gia cuộc chiến. Lý giải tại sao ba cái tên được chọn lại là Hàn Quốc, New Zealand và đặc biệt là Việt Nam mà không phải những cái tên nào khác? Tờ báo Trung Quốc phân tích rằng, trước hết, Mỹ nhận thấy trong bộ tứ kim cương chỉ riêng Nhật Bản là chưa đủ sức để làm đối trọng ở Đông Bắc Á. Đặc biệt là khi Trung Quốc đang ngày càng củng cố quan hệ với Hàn Quốc, thì nhiệm vụ của Nhật Bản lúc này là cần phải hợp lực với Hàn Quốc. Tuy nhiên, Nhật và Hàn lại đang cực kỳ căng thẳng, cho nên Mỹ muốn mời Hàn Quốc tham gia để giải quyết những mâu thuẫn, đồng thời nhào nặn hai bên chống lại Trung Quốc, Đông Bắc Á thì cần Nhật Bản và Hàn Quốc và hợp sức. Tây Nam thì cần Australia và New Zealand hợp sức, trong khi Nam Á, Ấn Độ có xung đột sâu sắc với Trung Quốc từ những năm 1960. Mặc dù những xung đột giữa hai nước Trung Ấn không liên quan gì đến Biển Đông, nhưng vùng biển này lại là trọng điểm, địa chính trị cực kỳ quan trọng. Nối liền Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương và các phần phía đông phía tây của Bắc Bán Cầu, vì vậy Ấn Độ cần đoàn kết với một số quốc gia khác. Không nghi ngờ gì quốc gia này chính là Việt Nam. Vậy thì lại phải hỏi tại sao nhất định phải là Việt Nam mà không phải quốc gia ASEAN nào khác? Chúng ta có thể lý giải điều này dựa vào bản đồ địa chính trị do người Mỹ vẽ sau chiến tranh Triều Tiên và theo lý thuyết trả đũa hàng loạt của Tổng thống Eisenhower. Theo những nguồn này, Philippines là một trong những trọng điểm ở Đông Nam Á, có nhiệm vụ bao vây Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương và ngăn chặn cái gọi là làn sóng nhận thức cách mạng đỏ ở Hoa Kỳ. Thế nhưng hiện tại, điều thực sự đe dọa không phải là cuộc cách mạng đỏ mà chính là làn sóng kinh tế tới từ Trung Quốc. Hơn nữa, trước sự suy giảm của nền kinh tế Philippines và sự trỗi dậy của kinh tế Việt Nam, những đột phá đáng ngạc nhiên trong phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ 21 đã khẳng định Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển hơn Philippines. Còn Thái Lan, nước này giống như Ấn Độ không có ảnh hưởng trực tiếp ở Biển Đông. Malaysia có thể có ảnh hưởng ở Biển Đông, nhưng tiềm năng phát triển cũng không thể tốt bằng Việt Nam.
trong khi đó Việt Nam vừa có quan hệ ngoại giao phong phú, rộng mở theo chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa, lại vừa là thành viên có uy tín và có trách nhiệm cao của nhiều tổ chức quốc tế. Ngoài ra, Việt Nam hiện có dân số 97 triệu người, quy luật kinh tế đang dần mở cửa, thị trường lao động có khoảng 65 triệu người đang trong độ tuổi sung sức nhất và đặc biệt là số lao động đã qua đào tạo ngày càng tăng. Và một yếu tố thuận lợi nữa đó là vị trí địa lý của Việt Nam tiếp giáp Trung Quốc nên sẽ vô cùng thuận lợi cho việc chuyển giao chuỗi cung ứng, tiếp giáp với biển nên cũng vô cùng thuận lợi trong việc kết nối các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bằng đường biển. Chính những điều này đã khiến Việt Nam ngày càng trở thành điểm nóng đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư lớn trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Tây Âu. Vì vậy, Mỹ cùng các nước trong bộ tứ kim cương sẵn sàng bỏ qua vấn đề ý thức hệ để mời Việt Nam xã hội chủ nghĩa tham gia bộ tứ. Với hy vọng Việt Nam sẽ trở thành điểm đến cho chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ được chuyển giao từ Trung Quốc, hy vọng của Hoa Kỳ nhen nhóm một tương lai tươi sáng cho Việt Nam. Thế nhưng, đồng thời cũng nhen nhóm cả lòng bất an, lo ngại và tức giận của Trung Quốc bởi chính Việt Nam và Hoa Kỳ hiện tại đang là hai đối tác kinh tế lớn của Trung Quốc. Nó phô trương hơn chút nữa thì là những nhân tố then chốt để làm giàu cho Bắc Kinh. Trong mối quan hệ thương mại song phương, Trung Quốc chủ yếu coi Hoa Kỳ là nguồn cung cấp nguyên liệu thô, nông sản và năng lượng để thúc đẩy sản xuất các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng. Ngược lại, Hoa Kỳ thì phụ thuộc sâu sắc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc cho các thiết bị y tế, dược phẩm và các sản phẩm công nghệ. Còn Việt Nam, trong hơn 200 quốc gia vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại với Việt Nam, thì Trung Quốc chính là đối tác thương mại lớn nhất. Quốc gia láng giềng này là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn và là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ hai sau Hoa Kỳ của Việt Nam. Nhân giờ đây, Việt Nam với việc được mời đối thoại với bộ tứ kim cương cùng với Hàn Quốc, New Zealand đã mở ra cơ hội lớn cho chúng ta trở thành một mắt xích quan trọng mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch COVID-19. Từ bước đà này, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin hơn rất nhiều về việc giảm phụ thuộc, dựa dẫm vào người anh lớn phương Bắc, cũng như một số nền kinh tế lớn khác ở Đông Bắc Á và Trung Quốc cũng sẽ phải đối mặt với việc bị Hoa Kỳ cùng nhiều nền kinh tế lớn mạnh khác bơ đẹp mà không cần phải lăn tăn vướng mắc gì cả. Lạc quan, vui mừng, phấn khởi với cơ đồ tiềm lực vị thế đất nước trên bản đồ thương mại thế giới sẽ tăng sau này. Đó là những gì mà Việt Nam chúng ta đang được trải nghiệm. Tuy nhiên, chúng ta cần chuẩn bị gì hay không? Nhiều anh hùng bàn phím vui mừng phấn khởi lắm, khóc khởi mừng thầm bảo người Việt Nam may sẵn Âu phục đi, mua sẵn giày Tây và học sẵn cách ăn dùng dao dĩa, ăn đồ Tây sang trọng đi bởi Việt Nam sắp vươn tầm thế giới rồi. Tuy nhiên, thiết nghĩ cái mà chúng ta cần chuẩn bị nhất bây giờ không phải là một tâm hồn đẹp mà phải là sự phát triển về tư duy làm việc của người lao động, chú trọng phát triển các kỹ năng mềm, thành thạo trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để có thể đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng lao động của làn sóng dịch chuyển đầu tư lần này. Và quan trọng là dù tham gia bất cứ cơ chế hợp tác quốc tế nào, chúng ta cũng cần phải quán triệt và thực hiện nhất quán nguyên tắc chính sách quốc phòng của Việt Nam. Đó là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Các bạn thân mến, đúng là niềm vui của người này đôi khi lại trở thành nỗi buồn đau của kẻ khác. Và trong trường hợp này, khi những cánh cửa tương lai sáng lạ đang mở ra vào Việt Nam, thì cũng là lúc Trung Quốc đang vô cùng lo ngại. Những cánh cửa phía họ bị đóng chặt lại, thậm chí ngay tới cái mác công xưởng thế giới mà họ sở hữu bao nhiêu lâu nay cũng có nguy cơ bị tước đoạt mất. Xin được mượn lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bày tỏ lòng tự hào trước sự thay ra đổi thịt thần kỳ của đất nước Việt Nam. Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín như ngày hôm nay. Vậy còn các bạn khán giả, các bạn có lời nào muốn nói để bày tỏ lòng tự hào về vị thế của đất nước chúng ta ngày hôm nay? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới nhé. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn khán giả nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho team mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video này đến với mọi người nhé. Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác nữa của team mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!